Emry xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì Emry đang có mặt ngay khu vực chợ Phú Lợi đây. Đây cũng là một cái ngôi chợ khá là lâu đời tại khu vực phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật rồi, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Bây giờ thì đồng hồ của Emry cũng là 7 giờ 20 rồi. Không biết là ngay hôm chủ nhật cuối tuần này thì khu vực xung quanh ở đây thì kinh doanh buôn bán như thế nào. Thì hiện tại thì thì cũng tranh thủ đến sớm, tại vì những ngôi chợ như thế này thì thường là khoảng 8 giờ hơn là coi như là vắng khách rồi, cho nên là cũng tranh thủ ha, mình đi vào đây mình tham quan. Thì ở đây đi thấy có cái tiệm vàng nữa cả nhà mình. Ngôi chợ ở đây thì kinh doanh như thế này thì có một cái tiệm vàng đây nữa thì quá tuyệt vời. Hai cái luôn, bên kia một cái tiệm vàng nữa và bên đây một cái nữa. Cả nhà mình thấy đây. Vào trong chợ thì nhà lồng ở đây thì khá là thông thoáng nha. Phía sau thì thấy có bờ sông luôn. Ở đây thì nữ trang ha, vỏ hột sòn thôi, đây chưa thấy hột sòn. Ở đây thì trứng nè, rồi ở đây là gì bán ga, nệm, áo gối rồi loại luôn nè. Ở đây, và ngay đầu chợ luôn. Gì cho có hỏi thăm vợ này mình bán đỡ không gì? Bán cũng lây đai. Lây đai gì? Chợ chợ này bây giờ sau chủ nhật còn thấy ít người quá chứ gì? Đúng rồi, sao giờ này hôm nay tôi cũng nghỉ mấy ngày nay rồi. Dạ, cảm ơn gì. Dạ. Quay xong hỏi gì không nổi. Dạ. Quay ra cho nổi. Thì đây vào chủ nhật ha. Vào chủ nhật thì gia đình chúng ta thấy đây sạp rau của dì đây. Ủa không phải rau, dì bán các loại gia vị luôn nè. Bán trà xanh luôn hả gì? Dạ. Đây dì bán nhiều quá nè. Dì cho hỏi thăm dạo này mình bán đỡ không hay gì? Ít người đi chợ. Ít người đi chợ hả gì? Dạ, cái tình trạng này thì nó kéo dài lâu chưa hay gì? Lâu rồi, từ hồi dịch đến giờ. Dịch tới giờ luôn. Dạ, cảm ơn gì. Đây thì sạp trái cây ha của chị đây. Ủa sao lấy hàng ít vậy? là hai cô chú là bán bao nhiêu đây thôi hả? Dạ. Đây quá trời cái cây nho thấy tươi quá nè. Chủ nhật mà cũng thấy sau đây cũng lai rai không được nhiều khách. Vắng. Dạ, cảm ơn. Ở đây cả nhà mình nhìn ha, khung cảnh ở chợ đây. Thì cũng có khách lai rai vào vào ngày cuối tuần đây. Thì bây giờ thì cả nhà mình quan sát nhìn kỹ đi. Khi mà đi chợ bây giờ thì bà con thắt lưng buộc bụng, cho nên là khi mà mua cái gì đó thì cũng mua rất là ít. Để trứng thì để giá hết nè. Đây vào trong nữa thì cái sạp trái cây. Ở đây cái sạp trái cây của chị quá hoành tráng luôn nè. Chị hình như là nãy giờ thấy chị đây là bán lớn nhất đây luôn á. Sạp còn bông chứ cái trái cây gì? Dạ. Rau cải, lộn rau cải. Rau cái chợ này bán đỡ không gì? Chậm lắm. Chậm lắm hả gì? Dạ. Rồi một nha. Review giải trí thôi gì? Đây thì mình bán như này là có dư không? Hàng năm tổng kết mình dư nhiều không gì? Trời ơi, nó không biết được đâu. Giờ đủ ăn rồi giờ. Đủ ăn rồi hả? Dạ. Đủ ăn giờ mãi như xưa nữa nè. Dạ, cảm ơn. Đây thì vào bên đây ha, bên trong này thì cũng có tiệm tạp hóa nè của cô đây. Đây thì tiệm tạp hóa cũng quá lớn nè. Đây cô bán nhiều mặt hàng ha, cũng rất là tiện luôn. Đây ngày chủ nhật như vậy là khách gì là đông dữ chưa gì hay là nó vắng? Dạ. Ngày thường còn vắng hơn nữa. Dạ. Mình bán gì thì đỡ không cô? Cái đầu tư cái sạp này tiền cũng bộn cả tỷ bạc. Dịch sau là ế lắm. Ế mà gì? Đúng rồi, vắng. Vậy thì mình đủ trang trải cuộc sống gia đình không? Có mối. Có mối, dạ. Là hai giờ kia là đi làm mối. Dạ. Đồ tươi, đồ này, đồ kia. Dạ. Còn mà không có mối là vô đây. Nói chứ bán lẻ không là chịu không nổi. Dạ, cảm ơn gì. Em đi xích xuống đây. Đây thì có chị bán gạo đây ha. Chị, em nghe nói là gạo lúc này lên giá mà lên giá nhiều không hả chị? Ngon hay gì? 1-2 ngàn. Tại vì em nghe nói là cấm xuất khẩu gạo gì tùm lum, nghe nói gạo lên giá. Xuất khẩu nó mới lên giá. Dạ. Rồi
tháng 7 vừa rồi mình bán đỡ không chị? Được, nói chung mình càng ngày thí dụ nó chậm chậm lai rai á thì mình đầu tư thêm mấy cái gạo khác cũng ngon. À gạo khác. Ê, thấy có gạo lứt nữa nè ha. Đó, bán được hàng hơn hồi xưa. Dạ, em để em cập nhật giá cho bà con gạo lứt bây giờ là bao nhiêu ký ha chị? Này mình bán giá bình dân 26. 26. Dạ. Bán 28. À. Là mình rẻ hơn người ta nhiều đúng không? Dạ. Dạ cảm ơn chị. Đây thì đây ha, có một số để sang sạp đây. Ở đây thì đóng cửa cũng nhiều. Thì giày bên đây cũng bán gia vị nữa nè. Ở đây cái này là dưa muối hay gì? Dạ. Này mình tự xay hết luôn hay gì? À tự nhà lột tự xay luôn. Tức là bây giờ bán là mình lấy công làm lời luôn cái gì. Dạ. À chợ vắng lắm rồi. Dạ dạ con cảm ơn chị ha. Chúc chị buôn may bán đất ha. Dạ đây thì cả nhà mình thấy rồi đó. Bước xuống đây đi một vòng luôn thì vào cuối tuần ngày Chủ nhật. Ngày một ngày gọi là đông nhất của chợ đây. Nhưng mà mình nhìn cứ xung cảnh xung quanh thì cả nhà mình thấy là tương đối là vắng luôn. Đây thì có cửa hàng tạp hóa của cô Phượng đây. Thì chuyên kinh doanh về các loại mỹ phẩm ha. Đây thì vòng xuống đây, đi một vòng luôn thì cả nhà mình thấy là ở đây thì phía sau là bờ sông rồi. Rất là mát luôn. Cái ngôi chợ vị trí này rất là đẹp. Đây thì khô cá ha. Nhưng mà không thấy người đứng bán ở đâu luôn. Do tình trạng là bây giờ nó cũng khá là vắng rồi. Đây buôn bán thì cũng chậm. Đó, thì cả nhà mình nhìn xung quanh chợ đây. Nhìn hết chợ luôn xung quanh đây. Cả nhà mình thấy đây chị đang lặt rau mồng tơi. Đây là hàng tôm cá đây. Tôm đất hả chị? Hay tôm thẻ? Tôm bạc. Tôm bạc. Tôm này là thiên nhiên đâu nuôi được đúng không? Nuôi được hả? Nuôi được. Dạ dạ. Đây cá biển ha. Nhà mình dạo này bán đỡ không cô? Cũng được. Dạ. Cuối tuần mà con thấy sao mà vắng khách quá. Ở đây gần Bình Điền, người ta đi chợ Bình Điền á. Bình Điền hả? Ôi ơi, chợ Bình Điền mà cũng nghe nói ở ngoài nó bán cũng mắc lắm mà nó cần thiếu không mà. 124. Đây. Đây cũng đủ có cá kèo ha, cá tra. Đây cái gì thì kinh doanh đây thì bán rau đồ đây. Đây là hải sản đủ ha. Rồi ở đây đi thấy có cua đồng nữa cả nhà mình. Đây, chị đang bắt cua đồng đây. Này chắc xây cho khách quá. Ôi, quá trời. Đó thì một cái ngôi chợ ở đây thì phường 7 thì cũng gần giống như chợ quê ha. Bán cũng nhiều đồ đây. Đó thì sáng thì bà con chủ yếu ở đây thì khu vực gần đây thì sẽ ra ngôi chợ này. Đó thì có củ sắn rồi ha. Rau ngổ cho nhút đây. Đây sạp rau của chị. Ôi sáng giờ là chị bán gần hết luôn á hả? Này là hồi sáng giờ bán nhiều dữ không chị? Mỗi ngày sáng giờ bán mấy ký hả? Ôi, lấy ít vậy à thì bán kèm cá thêm. Đây thì có cua biển, có lươn luôn nè cả nhà. Đó thì chủ yếu ha, ở trong đây thì cũng có nhiều sạp người ta bỏ trống rồi. Chủ yếu ở đây là tôm cá rau thịt đây. Cái gì ở đây thì làm cá cũng rất là nhanh ha, điêu luyện nghề luôn ha. Đây thì cái chị đang chờ mua cá, đang làm cá đây. Làm sạch luôn, làm sạch sẽ luôn, vậy đây, kho thôi à, chứ có làm gì khỏi rửa luôn, khỏi rửa luôn. Dạ dạ quá đã luôn. Dạ đây chị bán nó chuyện dễ thương. Dạ chị đang bán nạo chả cá ở đây. Đây tôm khô đủ lại ha. Đó thì cả nhà mình thấy vào đây thì bà con khá là thân thiện luôn. Thì ở đây thì có cái sập thịt đây. Sập thịt của chú đây. Đây thì thấy sập thịt của chú là hoành tráng luôn nha. Ở đây mình có tiết nữa nè cả nhà mình. Đây món tiết này ít khi thấy ha. Phải biết làm mới làm được. Dạ món tiết cháo lòng. À nấu cháo lòng cái gì. Ở đây thì
vừa có heo vừa có bò luôn nè, đủ hết rồi cả nhà. Đây sạp thịt của gì là hoành tráng nhất khu vực này luôn. Đây, đây cả nhà mình thấy anh đang gà thịt đây, đây giò ha. Đây. À, thịt tươi nóng mỗi ngày luôn ha cả nhà mình. Vào đây nhìn thấy ngon quá trời luôn nè. À, hoàn toàn là thịt nóng hết luôn đây. Đây là xương nè, rồi chân giò nè, rồi thấy xương ống nữa, đủ luôn. Đây ba chỉ nữa nè. Nhìn đây là tươi nóng hết luôn nè cả nhà mình. À, nguyên con heo ra. Đây thì để đi sẽ đi xích qua đây nữa ha. Qua bên đây thì cả nhà mình thấy đây là bán về gia dụng nồi đồ trong bếp. Đây. Đây thì thời trang của gì cứ quầy đây là thời trang trẻ em. Bước vào trong nữa. Vào trong nữa thì nói chung là ngôi chợ bây giờ thì nhìn thấy là khá là vắng ha. Chủ nhật mà khách như thế này luôn. Dạ. Không có người luôn. Dạ. Đây giày dép này, giày cái này là khách này chủ yếu là buổi nào là thường là đông nhất hay gì cho con hỏi thăm? Buổi sáng thôi ạ. Buổi sáng hả? Bảy giờ đến 11 giờ là đông nhất. Bảy giờ này người ta chưa có đi hết giờ. Dạ. Có lúc người ta lát đát lát đát người ta đi. À. Đi, rồi dạo này mình kinh doanh đỡ không hay gì? Chậm lắm, coi như là chậm. Chậm. Dạ, chậm nhưng mà nếu vậy thì mình đủ trang trải cuộc sống mình không? Nếu mà nó cứ kéo dài như vậy á. Sao? Dạ. Sao mà đủ? Không có đủ đâu. Không đủ luôn hả? Nghĩa là ở nhà phải có con nuôi thêm rồi. Con nuôi thêm, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn gì. Dạ. Ở đây thì cũng tội cho bà con ha. Buôn bán bây giờ cái gì cũng chậm khó khăn hết. Ở đây là gì bán thời trang quần áo đây, trẻ em người trời lớn ơi. Luôn. Từ ngày dịch đến giờ nó thật chú một ngày một tuần để mà tôi bán được vài trăm ngàn. Một tuần đó nha. Một tuần mà bán không được vài trăm ngàn tức là không đủ tiền ăn sáng. Không đủ, không có tiền ăn sáng, không có đóng tiền, có tiền mà đóng kho chi cho sạch. Ồ quá trời. Mỗi ngày có mười mấy ngàn mà không có tiền. Vậy rồi gì có định là chuyển hướng kinh doanh làm cái khác không hay gì? Con cái thì đang làm giờ thất nghiệp, làm dạ. Cái gì bây giờ cũng không có việc làm. Rồi giờ đi cho nó vui để mà lên ngày mười mấy đồng đó, đóng dạ. Nó nhẹ. Tức là bây giờ thời điểm bây giờ là có việc gì để làm và chiều có nhà để về là vui rồi. Chứ bây giờ mà để nói mà kinh doanh làm giàu nữa là thua. Đừng có nói làm giàu, đủ anh hàng ngày một ngày kiếm chừng cỡ trăm ngàn tiền lời thí dụ rồi đi. Dạ. Là khó rồi. Rồi. Nhưng bây giờ không có, hồi trước thì được. Dạ. Cách đây khoảng 2 năm á. Dạ. Dễ, mà bây giờ đấy, bỏ bao nhiêu tiền vô chứ thấy không? Dạ. Đâu phải từ từ trả đầu tư. Dạ. À, bán không được đồng nào. Dạ. Nhiều khi tôi đi một tuần lẻ bán được 200 ngàn. Trời ơi. Không đủ tiền thôi chứ. Dạ đúng rồi. Rồi thôi chúc chị buôn mai bán đắt ha. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Đây cả nhà mình thấy đó. Tình hình kinh doanh bây giờ thì khá là chậm luôn. Và xung quanh thì các sạp bỏ trống khá là nhiều rồi. Ở đây thì ở đây chị bán cà phê đây nữa. Nhưng mà bây giờ thì gần như là cái tình hình kinh doanh của khu vực này thì chậm, phải nói là rất là chậm luôn. Buôn bán như thế này đấy, cả nhà mình thấy là đóng cửa nhan nhản như thế này. Những cái sạp mặt tiền thì cũng phải đi vào quên lãng luôn. Những cái sạp mặt tiền mà người ta cũng phải đóng cửa luôn. Đó thì từ trong ra ngoài luôn, sẽ thấy là sạp gạo đây của anh nè, thì thời trang nữa. Ở đây thấy chị vừa may vừa bán luôn nè cả nhà mình, rất là hay. Đây thời trang khu này cả nhà mình thấy là cũng bình dân, giá bình dân thôi, nhưng mà cái lượng khách bây giờ là gần như thua rồi, chậm quá. Đây thì chị bán các đồ gia dụng trong nhà này. Các đã đồ xài thường trong nhà ha, trong nhà bếp rồi vật dụng thường xuyên xài luôn. Đây thì gạo đây kinh doanh nhưng mà hiện tại thì thấy khá là vắng rồi cả nhà mình. Gần như là tình hình buôn bán bây giờ thì tất cả các chợ truyền thống luôn đang chịu một cái cảnh chung, đó là người bán thì rất là nhiều nhưng mà người mua thì rất là ít, cho nên là làm cho cái tình hình kinh doanh buôn bán của bà con càng ngày càng chậm và càng ngày càng gọi là tình trạng mà kéo dài, có khả năng là phá sản rất là cao. Thì clip của Ri thì cũng đi giáp một vòng chợ Phú Lợi 1 rồi,
Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn ngôi chợ này. Một lần nữa Ri xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.